Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận thụ lý vụ tranh chấp thừa kế di sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Em gái nghệ sĩ đã kiện con gái của nghệ sĩ ra tòa để tranh chấp thừa kế đối với di sản của ông. Ngày 7 tháng 6 năm 2023, theo nguồn tin của của báo đài, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý vụ kiện tranh chấp thừa kế đối với di sản của ông Võ Văn Ngoan, cố nghệ sĩ ưu tú. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung, 60 tuổi, em gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan, 37 tuổi. Con gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan gồm: bà Lê Thị Hồng Phượng, cháu của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, ông Võ Thành Nhiêu, em trai của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến, phường 14, quận Bình Thạnh. Theo đơn khởi kiện nguyên đơn đề nghị tòa hủy văn bản khai nhận di sản thừa kế do bị đơn lập ngày 7 tháng 4 năm 2023 tại văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến đối với di sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh gồm nhà ở và quyền sử dụng đất tại số 5 đoàn thị điểm. Phường 1, quận Phú Nhuận theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận cấp ngày 23 tháng 1 năm 2015 đã được sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan. Quyền sử dụng đất đối với thừa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, Thành phố Thủ Đức theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức, nay là thành phố Thủ Đức, cấp ngày 19 tháng 12 năm 1998 và một chiếc xe ô tô đều đã được sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan. Ủy phần cập nhật biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm. Phường 1, quận Phú Nhuận và quyền sử dụng đối với thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức về nội dung đã sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan, không rõ ngày tháng. Bà Nhung khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đối với quyền sử dụng thừa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức cho bà Võ Thị Hồng Nhung và ông Võ Thành Nhiêu. Bà Nhung yêu cầu hưởng một nửa sau khi chứa phần giá trị mà ông Ngoan đã lập di trúc miệng cho bà Lê Thị Hồng Phượng. Giá tạm tính mà bà Nhung yêu cầu được hưởng là 1,5 tỷ đồng. Như các trang báo đài đã đưa tin, sau thời gian chống chọi với bệnh hiểm nghèo, trưa ngày 5 tháng 3 năm 2023, Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã qua đời ở tuổi 66 tại nhà riêng ở quận Phú Nhuận. Cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh có nhiều vở diễn để lại tên tuổi trong lòng khán giả như Sa Phu Đi Sứ, Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài, Bang Quý Phi, Thần Nữ Dân Ngũ Linh Kỳ, đóng cặp cùng nhiều tên tuổi của làng Cải Lương như Tài Linh, Phương Hồng Thủy, Thanh Thanh Tâm, Ngọc Huyền, Thoại Mỹ. Theo các quý khán giả, bạn đọc có ý kiến gì về vụ kiện tranh chấp giữa ồn ào này? Di Trúc Miệng lúc còn sống nói phát lai like trực tiếp như vậy có được pháp luật công nhận hay không? Tại sao anh, chị, em cố nghệ sĩ lại tranh giành, trong khi cố nghệ sĩ có còn hợp pháp? Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh. Bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới nhé.